Ok, sau đây mình sẽ giới thiệu một cái mẫu mạch công nghệ đột phá mới ha. Công suất thực 500W ha. Đây. Toàn chỉnh airway, reverb, chống hú độc lập. 4 tai micro ha. Đây. Rồi, phát trực tiếp livestream LCD Bluetooth ha. Sau đây mình sẽ tiến hành test ha. Đầu tiên mình test tiếng micro trước. Alo. 1 2 3 4 3 4 5 5 6 8 9 9 10